Trứng gà ngâm giấm chữa được rất nhiều bệnh, vừa dễ thực hiện, vừa mang lại hiệu quả cao. Trứng giấm được sử dụng để kiểm soát nồng độ đường huyết và bổ sung canxi cho xương. Thức uống trứng giấm vốn nổi tiếng từ thời cổ Hy Lạp, được sử dụng như một bài thuốc vừa dễ làm, vừa có nhiều lợi ích với sức khỏe. Còn đối với các samurai Nhật Bản, công thức lâu đời này được sử dụng giúp cơ thể hấp thụ nhiều loại vitamin, protein và canxi để thoát khỏi mệt mỏi và tăng cường sức khỏe, xương khớp. Tuy nhiên, hiện nay mọi người vẫn thường sử dụng bài thuốc trứng giấm để kiểm soát nồng độ đường huyết trong cơ thể. Với bệnh này, bạn có thể thực hiện theo cách sau. Tất cả bạn cần để thực hiện phương thuốc đơn giản mà hiệu nghiệm này là một quả trứng luộc và một ít giấm. Dùng cây kim xuyên qua vỏ trứng nhẹ nhàng tạo thành những lỗ nhỏ. Càng nhiều lỗ, càng tốt. Tiếp đến là đặt quả trứng vào một cái cốc thủy tinh, sau đó đổ giấm táo cho ngập trứng. Có thể đảo trứng vài lần để giấm ngấm đều trong quả trứng thông qua các lỗ nhỏ và để qua một đêm. Sáng hôm sau, ngủ dậy, bạn hãy ăn quả trứng này và uống một ít nước ấm. Bạn nên thực hiện liệu trình trong 15 đến 20 ngày và luôn nhớ kiểm tra nồng độ đường huyết. Thức uống bổ dưỡng này giúp tăng cường năng lượng và xương, trong đó cơ thể dễ dàng hấp thụ các vitamin, canxi và hàm lượng protein của trứng tốt hơn. Rửa sạch một vài quả trứng sống và đặt nó vào một bình thủy tinh. Hãy đổ giấm táo ngập trứng, để bình trứng giấm ở nơi khô ráo trong vòng một tuần. Trong thời gian này, giấm rượu táo có xu hướng hòa tan vỏ trứng. Sau một tuần, hầu hết các vỏ trứng sẽ bị hòa tan, ngoại trừ lớp màng bao bọc mềm trong suốt vẫn giữ cho lòng trắng và lòng đỏ không bị tràn ra ngoài. Bạn hãy dùng dụng cụ phá bỏ lớp màng và quấy đều hỗn hợp trứng và giấm táo. Mỗi lần dùng 10ml hỗn hợp trứng và giấm táo hòa tan vào một cốc nước ấm 200ml, khuấy đều rồi uống trước bữa ăn chừng 30 phút. Bạn nên sử dụng thức uống này 3 lần trong ngày. Thực hiện đến khi hỗn hợp hết, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể của mình khỏe lên trông thấy. Sau đó, bạn nghỉ 1 tháng rồi tiếp tục liệu trình thứ 2 nếu muốn. Trứng giấm không chỉ tổng hợp thành phần dinh dưỡng của hai loại mà còn có tác dụng thực liệu. Cách chế biến này cũng phòng được nguy cơ nhiễm khuẩn, vi sinh vật khi ta ăn trứng gà sống. Lòng đỏ và lòng trắng trứng sống đều là những phân tử lớn, rất khó được rực non hấp thu. Khi ngâm giấm, nó sẽ phân giải thành những đoạn nhỏ hơn, dễ được cơ thể hấp thụ, nên có tác dụng điều trị lớn hơn so với lòng trắng đơn thuần. Ngoài ra, vỏ trứng khi ngâm giấm được mềm hóa, hòa tan, biến thành canxi acetat, có đặc tính dễ tan trong nước, được ruột non hấp thu hoàn toàn, là loại muối vô cơ, tốt cho cơ thể. Muối này không chỉ trợ giúp cho cơ thể phát triển xương khớp, mà còn có thể phòng trị bệnh cao huyết áp. Dễ làm, dễ kiếm, trứng gà ngâm giấm từ xưa đã được biết đến với nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe.